Đối với việc chỉnh màu, nếu như chúng ta quên điểm mặt Hue Saturation thì thật là thiếu sót. Các bạn có thể hình dung rằng một tác phẩm nếu như mà màu sắc nó không tới, nó không rực rỡ, chúng ta có thể tăng cường cho từng cái màu sắc đó theo những cái hệ mà chúng ta mong muốn. Chẳng hạn như nó thiếu cái phần đỏ, chúng ta có thể tăng đỏ lên, hoặc thiếu vàng, tăng vàng lên bằng Hue Saturation. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái bài này với một cảnh bình minh nhưng mà lại không ra bình minh. Thưa quý vị, cái người chụp tác phẩm này vào cảnh bình minh nhưng thực chất nhìn giống như hoàng hôn, thì thôi lỡ như vậy chúng ta sẽ đưa nó về hoàng hôn rực rỡ hơn. Như ta thấy rằng những cái hệ màu trên đây như ánh mặt trời nó không được đỏ, nó không được đậm, và những cái mà hệ màu nó cứ lờ nhờ. Thì để làm điều này, bạn hãy vô trong lệnh là Hue Saturation. Phím tắt bạn có thể sử dụng là Shift hoặc là bạn nhấn Ctrl U cũng được, nhấn vào đây. Bây giờ nó có hai cách chỉnh. Nếu như ta chỉnh một cái hình này cho nó về một màu duy nhất thì bạn đánh dấu vào Colorize và bạn kéo, thì như vậy nó chỉ có một màu mà thôi, monotone. Còn nếu như bạn chỉnh mà cho cái tăng cường một cái hệ màu sắc nào đó thì chúng ta nhấn nút Reset ở đây, chúng ta trở ban đầu mà bỏ nút Colorize đây đi. Bây giờ bạn sẽ kéo cái cần Hue trước. Hue có nghĩa là chúng ta định một cái hệ màu mà chúng ta cần chỉnh. Chẳng hạn nó kéo về phía này thì cái hệ màu nó sẽ được tăng cường về phía màu đỏ hơn. Mình kéo đây thì nó nhạt nhạt hơn, nó chuyển màu xanh. Ta kéo đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo tiếp cái cần là Saturation. Bạn kéo như thế này, nó rực hơn. Lightness là sáng và tối. Bây giờ bạn có thể cân một cái hệ màu nào đó. Chẳng hạn như riêng cái phần màu xanh này, chúng ta có thể chọn kênh Glue. Chúng ta có thể kéo khoảng này cho nó biến tấu, nó không còn xanh nữa, cho nó trở về tím tím. Ta có thể giảm ở đây, tăng đây hoặc giảm ở đây, và chúng ta có thể tăng cường màu đỏ lên một chút xíu, tăng đỏ hơn. Rồi chúng ta có thể màu vàng tăng lên. Ta có thể chọn master để tăng thêm một lần nữa. Rồi sau tới đây chúng ta sẽ kết hợp cho cái mặt trời nó hiện lên, nó chói lọi hơn thì nó đẹp hơn. Đó là hiệu ứng Glen. Bạn vào trong phần là Render Glen. Rồi bây giờ bạn sẽ chấm một cái mặt trời vào cái điểm mà chúng ta ấn định, như hạn như ở đây. Chúng ta chấm ở đây, chúng ta có thể tăng cường hoặc là giảm xuống cái nào cường độ của mặt trời. Đây là tăng cường, chúng ta giảm xuống cho nó vừa phải thôi. Như thế này thì nó vẻ nó đẹp hơn, thưa các bạn. Nhấn OK. Đó là chúng ta vừa kết hợp xong với Hue Saturation và Glen Glen để làm cho tác phẩm chúng ta từ ban đầu như thế này trở nên rực rỡ và đẹp hơn.